Chào em. Dạ em chào anh ạ. Em không thích điều gì ở đàn ông nhất? Em chưa nói hết điều em thích. À vậy còn nữa hả? Em nói tiếp đi. Dạ. Tức là em không có đòi hỏi gì ở cái người bạn trai của em vậy hết. Mà nói nhưng chưa mà nói nãy hết giờ điều kể, em thích. Kể chưa có hết được nữa. Đó là mới ngoại hình thôi mà. Đúng không? Còn gì dạ. nữa? Còn về tính cách thì em muốn người bạn trai của em là lịch vui vẻ, lịch sự, biết yêu thương, tôn trọng gia đình, tôn trọng bố mẹ và thích trẻ con. Còn điều em không muốn có ở bạn trai, đầu tiên là không hút thuốc, không có gia trưởng quá. Cái thứ ba là không ghen. Còn gì nữa không? Nói nhiều quá bên anh đi mất, em lại ế. em thích chồng mình làm bộ đội không? Hồi trước bố em còn sống thì cũng thích làm bộ đội, nhưng mà dần nhiều lý do nên bố không làm, không theo được, không theo được nghề, nên là bố nói sau này có điều kiện thì con sẽ làm như vậy. Tức là con sẽ lấy một người chồng làm bộ đội cũng... là tâm nguyện của bố. Nói chung là em thích môi trường bộ đội. Hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ một cái chú bộ đội cũng rất dễ thương luôn. Yên tâm là hôm nay chú bộ đội rất là khoái ca đó, rất là hot boy luôn đấy. Em có thích đàn ông có răng khểnh không? Con gái em cũng thích nữa. À, tức là em thích có răng khểnh đúng không? Ừ. Mà vừa khểnh vừa súng nó mới có duyên. Trời ơi, bây giờ bên nhà gái tôi có nhiều những cái yêu cầu khắt khe quá. Nãy giờ chú bộ đội có nghe không? Dạ có ạ. Ừ, thì em cảm thấy là ở em có thể hội tụ những cái điều mà cô gái này cũng mong muốn không? Dạ, thì trước tiên đó là em không hút thuốc. Cái điểm thứ hai đó là nói về gia trưởng. Đối với quan điểm của em thì thuần vợ thuần chồng thì biển đông tác cũng càng. Có nghĩa là mình phải tôn trọng lẫn nhau tất cả các mối quan hệ. Điểm mà cô gái đó là nói là giờ ghen thì tùy thuộc vào tất cả các mối quan hệ. Hiểu được vấn đề mới ghen, chứ không phải bà đâu ghen đấy. Ghen có văn hóa đó. Vấn đề ở đây mà thấy cái vấn đề bạo biện đó là nó lòng vòng cho một cái chữ ghen. Tức là có ghen. Người đàn ông này là có ghen. Ghen, báo cáo với cô, nếu như không ghen không phải là yêu. Nếu như yêu thì phải ghen. Ghen để giữ người mình yêu. Rất là hoạt ngôn luôn á. Đặc thù đối với quân đội thì cũng không có nhiều thời gian đối với vợ. Nhưng tranh thủ những giờ nghỉ hay ngày nghỉ gì đấy, tối về nấu cho vợ món ăn, xong rồi hai vợ chồng ngồi ăn cơm. Ừ em ạ, như thế này anh không phải như thế. Em lần sau em đừng có nói như vậy nữa, anh rất là buồn. Thì ngày 1, ngày 2 mưa dùm thấm lâu. Thì lúc đó cô gái sẽ cũng nhẫn hại lắm chứ bộ. Anh ơi, nói hoài là bị nghe nhờn đi. Trừ khi mình làm, chứ còn mà mình cứ nói ồ anh không phải như vậy, anh không phải như vậy, ngày nào cũng không phải như vậy thì nhờn đi. Nhờn đấy, đúng nhờn rồi. Đi, anh nghe ông nhờn đi. À đúng rồi, thì ý là nói lờn á, bị lờn á. À lờn thuốc á hả? Ừ, lờn thuốc. À trời ơi. Với quân đội thì anh nghĩ rằng những cái điều đó hết sức là nghiêm khắc. Có chuyện gì em vô em hay mét gọi là thủ trưởng là mệt lắm luôn á. Tốt thì khoe, xấu thì che lại, tự nhiên chuyện trong nhà rồi mình lại làm như vậy là xấu mặt chồng, em cũng không thích. Là em không ghen đúng không? Em thì không có ghen. Một, nếu mà đã có mèo mà gà đồng gì ngoài là nói một câu đi. Trời sao? Ơi nghe chưa, nghe cái chữ đi chưa? Chứ không. Một câu đi đó. Trời ơi nó nghe dạ, nó ông mối giờ ông nhắm coi, ví dụ như là cái người bên đó mà đến với người bên tôi á, thì giờ cô ở đâu? Cô ở trong quân đội doanh trại luôn hay ở là đâu sao em? Nếu lấy vợ về ở đâu em? Đặc thù môi trường của đơn vị bọn em ấy thì khi mà cán bộ lập gia đình thì đơn vị cũng có cho ở nhà gọi là nhà công vụ, cái giống chung cư của mình ấy. Có nhà công đấy. Vụ luôn. Còn gì nữa không? Ừ, giờ nhẫn ví dụ cưới thì giờ đòi nhẫn vàng hay nhẫn hồng xoàn? Nói tiếng đi, để người ta nói giùm cho lần luôn. Bộ đội chỉ có nhẫn cỏ thôi, tùy mà theo quán... tới mùa lương hay không. Dạ đúng rồi, với lại lương sắp tới nó cao hay không nữa. Ừ. Đấy, và giờ nếu như có em có thương anh hay yêu anh thì anh có tặng em nhẫn cỏ thì đó vẫn là tình cảm. Dạ. Còn giờ em tặng em, anh tặng em hộp xoàn mà em không thấy thương anh thì coi như là vứt đi. Tại vì anh không biết anh tặng em cái gì nên em cũng không biết thích cái gì. Khi nào anh tặng em mới biết anh thích hay không. Theo chị là nên cái nhẫn bạc, vừa bảo đảm bạc sức khỏe cho mình. Bạc tình bạc nghĩa chết đấy. À bạc tình bạc nghĩa em ơi, bỏ bạc nha. Bỏ bạc, không có nhẫn đồng. Thôi nhẫn đồng cũng được. Nhẫn đồng đi ha, được á. Nhẫn đồng cũng được. Trời ơi, đáng yêu quá. Em yên tâm, tất cả những gì anh có anh sẽ tặng cho em hết. Ai, anh nào? Anh bộ đội. Ừ, nói cho rõ. Anh Linh không còn cái gì để tặng em nữa rồi. Anh có cái gì tặng cái đó, đừng lo. Lúc này là cảm giác nó rất là hạnh phúc. Nhưng điều mà anh muốn nói với Nga đó là
Do đặc thù môi trường quân đội, thời gian dành cho gia đình không được nhiều. Một tháng thì anh làm việc có 2 tuần, hoặc là một tuần anh trực là 24/24 anh ở đơn vị. Và cái thứ hai đó là tuần anh nghỉ thì sáng anh vào đơn vị, chiều anh lại về. Thì do điều kiện công việc là như vậy, thì liệu em có thể chia sẻ được và có thể chiều được hay không? Dạ, về công việc thì ai cũng có công việc riêng của mình, nên là mà công việc đó lại có ích nữa, nên em không có ý kiến về cái thời gian. Nếu miễn là có ích cho bản thân mình, cho gia đình và cho xã hội thì em ủng hộ. Còn về việc chăm lo cho gia đình thì anh cũng còn bố mẹ nữa, nên còn cả em gái nữa, nên là em cũng không nghĩ là mình phải chật vật lắm. Có dịp anh đưa em về với cố đô thì chắc chắn bố mẹ rất là vui khi thấy em như thế này. Và thông qua đây, nếu bố mẹ được xem qua truyền hình thì chắc chắn là bố mẹ rất là hài lòng về một cái người rất là quen thuộc với bố mẹ, đó là con dâu của mẹ. Anh ở đơn vị thì không sao, nhưng khi anh về thì chắc chắn một điều em không phải lo, đó là việc nhà anh sẽ đảm nhiệm. Những lúc đó em chỉ việc đọc tạp chí và xem thời sự thôi. Trời sao lãng mạn quá vậy, trời ơi tôi yêu bộ đội quá à. Trời ơi, em nghe chưa cưng? Đó em là... nghe em cũng muốn cũng thích, không biết cuốn tạp chí nó viết cái gì không. Hai đứa giận nhau, cãi nhau thì ai sẽ là người xuống nước, ai sẽ là người xin lỗi? Em cũng hơi cố chấp một chút. Đúng, quan điểm của em là một là đúng, hai là sai, chứ không có cái kiểu lấp lửng. Đã sai là phải xin lỗi, là phải sửa, rồi nói ra cái lý do đó, chứ không có kiểu mà bào chữa cho mình là ờ vì cái này vì cái kia. Em không có thích như vậy. Anh đã hiểu nhầm em cái gì đó, là em cho anh suy nghĩ thời gian, anh tự suy nghĩ ra. Còn em là em không có, à không phải như vậy, không phải đâu, em không có được như vậy, em không làm được. Cái này hơi căng đấy nha em, cái này hơi căng ạ. Cái này là đón ý, em phải đón ý được cái người bạn gái của mình. Nhưng mà khi mà chị nghĩ là đã yêu nhau rồi á, thì mình đừng có bắt cái đối phương phải đón ý nhiều quá. Lý do là bởi vì mình không có thời gian để mình làm chuyện đó. Những thời gian mình được cận kề bên nhau á, thì mình phải tranh thủ từng ly từng tí một. Cho nên không có cớ gì mà mình không mở lòng ra. Mình giận cái này mình sẽ nói ờ em giận vì anh là như thế này, tại vì anh làm như vậy em giận. Chứ mắc mớ gì mà phải để thời gian để đón ý nhau. Đoán hoài theo chị đúng không? Dạ em cũng hiểu điều đó, mà em đi để giữ mình lại tính cho hai người. Em không muốn tranh cãi là thứ nhất. Thứ hai nữa là khi một người nào đó mà đã cố tình nghĩ sai cho mình, đã dù thì dù mình có giải thích thế nào thì cũng chỉ là bào chữa thôi, không phải là điều người ta muốn. Người ta muốn nghe mình nói theo đúng ý của người ta cơ, chứ người ta không có thích mình nói theo ý của mình. Nên là mình cố bào chữa cỡ nào đi chăng nữa thì cũng là bào chữa thôi. Nên rồi, mình nên nói mất thời gian. Còn em trai, em khẳng định luôn đó là bản thân em thì dù đúng hay sai em chắc chắn là em là người xin lỗi trước. Chuyện phù quá. Tại vì người con gái khi người ta nóng thì mình càng nóng thêm thì nó sẽ không giải quyết vấn đề gì cả. Trong một bữa đi ăn bánh tráng trộn ven đường cùng em thì anh sẽ nói với em đi trên một con xe máy thôi, anh sẽ nói em ạ, lúc đấy là đáng ra là em sai đấy, nhưng em hãy suy nghĩ lại đi. Còn sai đúng anh không quan trọng, anh muốn cho em hai đứa thoải mái thôi. Thì cơm xôi nhỏ lửa thì biết đời nào mà khê đúng không em? Rồi hay quá. Ôi, em ơi không, đừng chần chờ gì nữa, bấm nút đi em ơi. Bây giờ thế này, hai đứa nắm tay nhau và cảm nhận về nhau trong vòng 30 giây. Chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Em nghe anh nói là anh không có tật xấu gì đúng không? Vậy anh có cá độ không? Không, điều đấy là tối kỵ của quân đội mà. Không cá độ luôn hả? Vậy giờ nếu mà em cá em thì anh có độ không? Anh sẽ đổ hết cả cuộc đời anh cho em luôn. Còn đối với anh thì thực tình hiện tại đúng như anh Cường Linh nói, quân đội mạnh mẽ như thế nào nhưng đứng trước một nửa của mình bỗng dưng là yếu đuối, run quá không biết nói gì quý vị ạ. Em cũng thấy tay anh run dã man. Ô trời ơi ngại quá. Có thời gian trời. Hãy để tay vào nút bấm các bạn. Bấm nút là mình trao duyên cho nhau. Bấm nút là mình phải có trách nhiệm với cái nút bấm đó. Không phải bấm nút vì bất kỳ điều gì các bạn nhé. Trái tim mình có rung động, mình hãy bấm. Không rung động, không cần bấm. Chuẩn bị 3 2 và 1. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Hãy nắm tay nhau. Bắt đầu từ bây giờ các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Trong thời gian vừa qua thì
cũng rất cảm ơn quý thủ trưởng đã tạo điều kiện cho em. Và đặc biệt là em gái thì anh có người yêu rồi đấy. Rồi, các bạn sẽ đặt nụ hôn đầu tiên để chúng ta chính thức hẹn hò.